Tuyệt đối không bổ sung đồng thời các vitamin không nên uống cùng nhau để tránh những tác động tiêu cực có thể xảy ra đối với sức khỏe. Đặc biệt khi sử dụng vitamin bà bầu nên tuân thủ đúng chỉ định để đảm bảo hiệu quả tối ưu. Tránh những sản phẩm tổng hợp quá nhiều vi chất cùng một lúc. loại vitamin không nên uống cùng nhau. Có một số loại vitamin nếu uống cùng nhau có thể gây ra các tác dụng không mong muốn, làm ảnh hưởng tới sức khỏe. Dưới đây là các loại vitamin không nên uống cùng nhau. Canxi và sắt, kali, magie, kẽm không nên uống cùng với nhau. Canxi gây ức chế hấp thu hầu hết các khoáng chất trong đó có sắt, kali, magie và kẽm. Mặc dù sắt và canxi, magie, kali đều là các khoáng chất hỗ trợ sức khỏe xương khớp, nhưng ba vi chất này hoạt động độc lập với nhau, nếu được bổ sung cùng lúc, chúng sẽ tương tác với nhau tạo thành các tổ hợp không thể hòa tan, hấp thu vào cơ thể. Để canxi và magie kali có thể phát huy tối đa tác dụng của mình, khi bổ sung chúng ta phải uống chúng cách nhau tối thiểu 1 đến 2 giờ. Tương tự như thế, canxi có thể ức chế vi chất sắt kẽm giảm khả năng hấp thu của chúng vào cơ thể. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, nồng độ canxi tự do đạt 300mg, sắt sẽ bị ức chế hoàn toàn, có thể gây ra tình trạng thiếu máu thiếu sắt. Chúng ta cũng cần bổ sung uống canxi trước khi uống sắt. Kẽm tối thiểu là 1 đến 2 giờ. Kẽm và đồng không nên bổ sung cùng lúc. Kẽm và đồng đều giúp hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn, phối hợp với nhau để cải thiện độ đàn hồi, tăng sức đề kháng cho vết thương. Tuy nhiên, khi uống các loại vitamin chứa kẽm và đồng cùng nhau thì kẽm lại khiến đồng bị cản trở hấp thu. Thậm chí khi bổ sung kẽm hàm lượng lớn hơn 50 mg trên ngày kéo dài, cơ thể có thể thiếu đồng gây ra tình trạng thiếu máu giảm sắc tố, rối loạn mô liên kết tăng cholesterol, chuyển hóa lipid bất thường, tăng nguy cơ nhiễm trùng, loãng xương và phát sinh các vấn đề tại xương. Chúng ta không nên uống kẽm liều lượng lớn kéo dài, uống kẽm cách thời gian uống đồng tối thiểu 1 đến 2 giờ. Vitamin A, D, E, K không nên uống cùng với nhau. Các vitamin A, D, E, K gây cản trở hấp thu lẫn nhau nếu được uống cùng một lúc sẽ tạo ra lắng cặn, cản trở và gây độc tố, có thể gây những vấn đề nghiêm trọng cho sức khỏe. Khi cần bổ sung các loại vitamin này, hãy bổ sung chúng cách nhau tối thiểu từ 1 đến 2 giờ để hạn chế nguy cơ vi chất tương tác với nhau tạo ra những ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe. Omega 3 và Ginkgo Biloba trong cây bạch quả Omega 3 và Ginkgo biloba trong cây bạch quả đều khiến máu bị loãng, uống cả hai loại này cùng lúc sẽ khiến máu khó đông và không đông, khiến tăng nguy cơ chảy máu và không thể kiểm soát được. Bạn cần đặc biệt tránh không nên uống Omega 3 và Ginkgo biloba cùng nhau. Khi cần bổ sung hai dưỡng chất tốt này cho não bộ thì bạn nhất định phải hỏi ý kiến bác sĩ để được hướng dẫn đúng nhất. Thời gian bổ sung uống các loại vitamin tan trong nước. Vitamin tan trong nước bao gồm vitamin nhóm B, vitamin C. Các vitamin tan trong nước được hấp thu tốt nhất khi bụng rỗng, thời điểm tốt nhất để uống các vitamin này là vào buổi sáng, trước ăn 30 phút hoặc sau ăn ít nhất từ 1 đến 2 giờ. Thời gian tốt nhất để uống các vitamin tan trong dầu, vitamin tan trong dầu và trong chất béo gồm có A, D, E, K. Chúng được hòa tan tốt nhất khi uống trong bữa ăn và có nhiều dầu mỡ. Sau khi uống, chúng được hòa tan vào mạch máu, thực hiện các chức năng để có thể dễ dàng hấp thu các vitamin này hơn. Bạn nên ăn các thực phẩm có chứa dầu hoặc chất béo bão hòa. Lưu ý khi cần bổ sung ít nhất đồng thời hai loại vitamin kể trên, chúng ta cần uống chúng vào các thời điểm khác nhau trong ngày, cách nhau tối thiểu từ 1 đến 2 giờ. Tuyệt đối không bổ sung đồng thời các vitamin không nên uống cùng nhau để tránh những tác động tiêu cực có thể xảy ra đối với sức khỏe đặc biệt khi sử dụng vitamin bà bầu nên tuân thủ đúng chỉ định để đảm bảo hiệu quả tối ưu, tránh những sản phẩm tổng hợp quá nhiều vi chất cùng một lúc nhất là sắt và canxi để phòng ngừa cản trở hấp thu, lắng cặn, nóng trong táo bón khi sử dụng. gọi ngay hotline để nhận được tư vấn từ chuyên gia 0929 197 777, follow kênh để cập nhật thêm nhiều kiến thức bổ ích mỗi ngày nhé.